Chào mừng quý vị đang quay trở lại với kênh tin tức chúng tôi. Một vụ án chấn động, giết người giấu xác nơi núi sâu. Động cơ của hung thủ là vô cùng dã man, tàn bạo, quyết đoạt mạng đến cùng. Để rồi khi thực nghiệm hiện trường, nhiều người đã phải đi từ xót xa đến căm phẫn vì một mâu thuẫn nhỏ mà lại trả giá quá đắt. Về chi tiết vụ việc như thế nào, mời quý vị chúng ta cùng vén màn ngay sau đây. Chị Nguyễn Thị Liên, người phụ nữ làm nghề buôn bán gà, bị sát hại ở Lạng Sơn, có hoàn cảnh khó khăn. Bao năm qua, chị là người cán đáng mọi công to việc nhỏ của gia đình, bởi chồng chị bị tai nạn cách đây nhiều năm, không còn khả năng lao động. Liên quan đến vụ người phụ nữ giao gà bị sát hại ở Lạng Sơn, hiện Công an tỉnh Lạng Sơn đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Trung, sinh năm 1975, trú thôn Bầm, xã Quyết Thắng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản. Nạn nhân trong vụ án mạng này là chị Nguyễn Thị L, sinh năm 1972, trú xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng, làm nghề giao bán gà cho các sạp hàng ở chợ và các nhà hàng. Vì buôn bán nhỏ lẻ nên hàng ngày chị Liên tìm và thu mua gà của các hộ dân tại địa phương và vùng lân cận. Sáng ngày 24 tháng 11, thông tin với phóng viên, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Minh Sơn cho biết, chị Liên có hoàn cảnh éo le khi một mình vất vả, cán đáng công ta việc nhỏ của cả gia đình bao nhiêu năm nay bởi chồng gặp tai nạn lao động. Theo vị lãnh đạo này, cách đây nhiều năm, chồng chị Liên còn khỏe mạnh và làm nghề nạo vét, giếng thuê cho các hộ dân. Trong một lần vét giếng, anh bị ngã và dẫn đến chấn thương nặng, bại liệt người. Suốt bao năm qua, chị Liên một mình tần tảo chăm chồng nuôi hai con. Vào sáng ngày 22 tháng 11, sau khi phát hiện chị Liên mất tích và được tìm thấy khi chị bị sát hại tại khu vực núi đá Hàng Hút thuộc thôn Bầm, xã Quyết Thắng, người dân đã rất bàng hoàng, xót xa. Chính quyền địa phương đã cử cán bộ đến động viên thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình. Trở lại vụ án, sau khi bị bắt, Nguyễn Văn Trung thừa nhận hành vi sát hại nạn nhân. Trung khai nhận, khoảng 6 giờ 30 phút ngày 22 tháng 11, hắn hẹn gặp chị Liên tại khu vực núi đá Hàng Hút thuộc thôn Bầm, xã Quyết Thắng để trao đổi việc mua bán gà. Khi gặp nhau, hai người xảy ra mâu thuẫn. Trung đã đẩy ngã và bịt mồm, bóp cổ, sát hại chị Liên. Gây án xong, Trung kéo thi thể chị Liên giấu vào vách đá, rồi lấy một chiếc điện thoại di động và một chiếc xe mô tô của nạn nhân bỏ trốn. Theo cơ quan chức năng, Trung là đối tượng có nhân thân bất hảo khi có một tiền án về tội cướp tài sản. Sau khi trở về địa phương, Trung lập gia đình nhưng không tu chí làm ăn, thường xuyên có tính trộm cắp vặt. Tên nhân vật đã được thay đổi. Tiếp theo đây là một thông tin đáng chú ý, hé lộ mức bồi thường khủng trong việc hỗn chiến ở đập thủy điện. Chi tiết như thế nào, mời quý vị chúng ta cùng theo dõi ngay sau đây. Mới đây, Ủy ban Nhân dân thị xã Sapa có báo cáo gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai, Thường trực Thị ủy Sapa về việc người dân và nhóm công nhân thi công thủy điện Mây Hồ hỗn chiến khiến 14 người bị thương. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thị xã Sapa, vào khoảng 14 giờ ngày 14 tháng 3 tại thôn Lũ Khẩu, xã Ngũ Chỉ Sơn, đơn vị thi công phần hố móng đập chính là công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng An Phú, địa chỉ tại số nhà 788 Điện Biên Phủ, phường Phan Xi Păng, thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai, có hợp đồng thi công cho chủ đầu tư dự án thủy điện Mây Hồ. Lúc này, một số người dân xã Ngũ Chỉ Sơn ngăn cản việc thi công dự án và hành hung nhóm công nhân của đơn vị thi công, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng An Phú, dẫn đến việc xô xát đánh nhau giữa hai bên, làm 14 người bị thương. Trong đó có 6 người dân được đưa đi cấp cứu tại phòng khám đa khoa xã Ngũ Chỉ Sơn và bệnh viện đa khoa thị xã Sapa. Về phía công nhân thủy điện Mây Hồ có 8 người bị thương. Sau khi nhận tin báo, thị ủy, Ủy ban Nhân dân thị xã Sapa đã chỉ đạo đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Ngũ Chỉ Sơn, công an xã Ngũ Chỉ Sơn kịp thời có mặt tại hiện trường, lập biên bản vụ việc và yêu cầu đám đông giải tán. Qua làm việc ban đầu xác định, vào khoảng 11 giờ ngày 14 tháng 3, khi công trường thủy điện đang thi công tại thôn Lũ Khổ, xã Ngũ Chỉ Sơn, thì có khoảng 20 người dân chặn đầu xe không cho thi công. Đến khoảng 14 giờ, hai bên xảy ra xô xát. Các hộ dân ném đá vào công nhân đang thi công và đội công nhân tại thủy điện dùng gậy đánh lại. Khi công an xã và Ủy ban Nhân dân xã Ngũ Chỉ Sơn đến hiện trường thì vụ đánh nhau đã chấm dứt. Tại hiện trường ghi nhận rất nhiều đá, gậy sắt và một số người bị thương. Nguyên nhân xảy ra vụ việc do trong quá trình thi công công trình thủy điện có 3 hộ dân nuôi 3 trang trại cá hồi phía dưới hạ lưu đập gồm hộ ông Chảo Duần Quẩy, thôn Cang Hồ B, Lý Quẩy Vàng, Lý Quẩy Vàng cùng thôn Lũ Khẩu
diện tích trang trại của ba hộ dân này đều không nằm trong phần diện tích cần giải phóng mặt bằng của dự án, do lo sợ công trình thủy điện thi công sẽ làm cạn kiệt nguồn nước, gây ảnh hưởng đến việc nuôi cá, nên nhiều lần ngăn chặn việc thi công của công ty thủy điện Mây Hồ. Tuy nhiên, để đảm bảo thuận lợi trong quá trình thi công, công ty trách nhiệm hữu hạn năng lượng Mây Hồ đã gặp, đối thoại, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân. Tuy nhiên, người dân đưa ra mức yêu cầu hỗ trợ quá lớn nên hai bên chưa thống nhất. Đến ngày 14 tháng 3, sau tiếp nhận thông tin, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Sapa đã chỉ đạo công an thị xã trực tiếp xuống hiện trường, phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Ngũ Chỉ Sơn đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, đưa người bị thương đi cấp cứu kịp thời. Đồng thời thành lập đoàn công tác do ông Trần Trọng Thông, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thị xã làm trưởng đoàn đến hiện trường gặp gỡ, trao đổi thông tin với một số hộ dân, chỉ đạo Ủy ban Nhân dân xã Ngũ Chỉ Sơn tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân ổn định tình hình. Trong sáng ngày 15 tháng 3, Ủy ban Nhân dân thị xã làm việc trực tiếp với ban lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn năng lượng Mây Hồ, đại diện hai thôn Lũ Khấu và Căn Hồ B cùng đại diện các hộ dân liên quan đến vụ việc và thống nhất phương án giải quyết. Qua buổi làm việc, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng An Phú sẽ hỗ trợ bồi thường 17 trường hợp bị thương do vụ xô xát gây ra, mức hỗ trợ bồi thường theo thỏa thuận đối với từng trường hợp. Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng An Phú hỗ trợ bồi thường 80 triệu đồng một người đối với 4 trường hợp bị thương nặng. Riêng đối với ông Chảo Láo Lỡ Kinh, thôn Can Hồ B sẽ được hỗ trợ bồi thường 90 triệu đồng do bị nặng hơn. Hỗ trợ bồi thường 50 triệu đồng một người đối với 11 trường hợp bị thương nhẹ. Riêng đối với hộ ông Lý Quẩy Phú, thôn Lũ Khấu sẽ được hỗ trợ bồi thường 15 triệu đồng do bị nặng hơn. Ngoài ra, công ty cũng sẽ hỗ trợ bồi thường cho tập thể nhân dân hai thôn, thôn Can Hồ B và thôn Lũ Khấu, xã Ngũ Chỉ Sơn đã xảy ra vụ xô xát với công nhân, mức hỗ trợ bồi thường 20 triệu đồng một thôn. Tổng kinh phí hỗ trợ của công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng An Phú đã thực hiện hỗ trợ bồi thường cho các hộ dân và hai thôn trên địa bàn xã Ngũ Chỉ Sơn là 520 triệu đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn năng lượng Mây Hồ sẽ tạm ngừng thi công hạng mục đập đầu mối thủy điện Mây Hồ đến khi giải quyết xong việc bồi thường cho các hộ dân và đưa ra được phương án đền bù cho các hộ nuôi cá bị ảnh hưởng do quá trình thi công công trình. Đồng thời, người dân cam kết sẽ không tiếp tục gây rối, mất trật tự an ninh tại địa phương, làm ảnh hưởng đến quá trình thi công của dự án thủy điện Mây Hồ sau khi có phương án hỗ trợ đền bù cho các hộ theo thỏa thuận. Về việc tụ tập đông người và mang các loại vũ khí thô sơ, Ủy ban Nhân dân thị xã Sapa tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Ngũ Chỉ Sơn xác minh và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan có liên quan phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Ngũ Chỉ Sơn tiếp tục tuyên truyền vận động các hộ dân không được gây cản trở công ty trách nhiệm hữu hạn năng lượng Mây Hồ thi công công trình thủy điện Mây Hồ tại thôn Lũ Khấu, chấp hành tốt chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương, không tin và nghe theo các đối tượng xấu tuyên truyền, xúi dục, làm căng thẳng thêm tình hình tại thôn Lũ Khấu và khu vực đang thi công công trình thủy điện. Yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn năng lượng Mây Hồ trong quá trình sinh sống và làm việc tại thôn Lũ Khấu thường xuyên gặp gỡ, trao đổi với nhân dân và tiếp tục những kiến nghị, đề nghị của người dân báo cáo kịp thời về chính quyền địa phương để cùng nhau tháo gỡ những khó khăn chung. Không được tụ tập người dùng vũ khí đe dọa người dân, gây căng thẳng thêm tình hình, mất an ninh trật tự trên địa bàn xã Ngũ Chỉ Sơn. Giải quyết dứt điểm công tác đền bù, giải phóng mặt bằng tại khu vực thi công công trình thủy điện và những thắc mắc của nhân dân trong thời gian qua mà vẫn luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự an toàn xã hội. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của khán giả. Đừng quên like, share, subscribe và click vào những tin tức mới nhất đến từ BNews các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!